Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá. Lời đầu tiên xin cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã luôn xem và ủng hộ kênh YouTube Tin Bóng Đá. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương trình nhận định cũng như là dự đoán kết quả bóng đá trận đấu chung kết của Copa America năm 2024 giữa đội tuyển Argentina và Colombia. Thì trước khi đi vào chi tiết của trận đấu này thì chúng ta cùng điểm qua hành trình đến với trận chung kết của hai đội tuyển Argentina và Colombia. Với đội tuyển Argentina, họ bước vào Copa America 2024 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Argentina hiện tại cũng đang là nhà đương kim vô địch của bóng đá thế giới. Ở vòng bảng thì Argentina ở tại bảng A chung bảng đấu với các đội tuyển Canada, Chile và Peru. Thì đội tuyển Argentina là một trong ba đội tuyển mà toàn thắng ở vòng bảng Copa America 2024. Cụ thể là tại vòng bảng thì Messi và các đồng đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Canada và giành chiến thắng 2-0 trước Peru. Ở trận đấu cuối thì họ giành chiến thắng 1-0 trước Chile. Đến vòng đấu loại trực tiếp thì Argentina đối đầu với đội tuyển Ecuador và phải rất vất vả thì Messi với các đồng đội có thể giành chiến thắng trước Ecuador với tỷ số 4-2 trên chấm đá luân lưu 11m. Ở trận đấu đó thì các phu công Tango đã vươn lên dẫn trước, tuy nhiên sau đó thì Ecuador đã gỡ hòa và đẩy trận đấu tứ kết bước vào loạt đá luân lưu. Đến vòng bán kết thì Argentina gặp lại đội bóng đã thất bại trước họ ở vòng bảng là Canada, và trận đấu này thì Messi đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina, qua đó giúp Argentina bước vào trận chung kết Copa America 2024 và đối thủ của họ là Colombia. Về phía Colombia thì James Rodriguez và các đồng đội có hành trình tại Copa America 2024 khá kỳ diệu. Ở chung bảng đấu được xem là không dễ chút nào, khi tại vòng bảng thì Colombia ở chung bảng đấu với Brazil, Costa Rica và Paraguay. Tại vòng bảng thì Colombia nằm ở bảng D, tuy chung bảng đấu với ông lớn là Brazil, tuy nhiên khi kết thúc vòng bảng thì Colombia đã đứng đầu bảng với 7 điểm sau chiến thắng trước Costa Rica và Paraguay. Và ở trận đấu cuối của vòng bảng thì họ đã cầm hòa Brazil. Tại vòng đấu loại trực tiếp thì Colombia đã giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trong trận đấu tứ kết trước Panama. Và đến trận bán kết gặp đối thủ được đánh giá cao hơn là Uruguay, trong thế bị thiếu người trong suất hiệp 2, nhưng Colombia đã giành chiến thắng 1-0 trước Uruguay, qua đó tiến vào trận chung kết gặp Argentina. Ở trận chung kết Copa America 2024 thì Argentina đã hướng đến trận thắng thứ 6 liên tiếp khi ra quân ở chung kết với tư cách là nhà đương kim vô địch, kể từ sau chiến thắng trên chấm đá luân lưu trước đội tuyển Pháp tại chung kết World Cup 2022. Thì Argentina đang trình diễn một phong độ hủy diệt với 18 chiến thắng trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Con số ấn tượng hơn là 24 thắng lợi trong 25 trận vừa qua. Đáng chú ý là hàng thủ của Argentina thi đấu cực kỳ vững chắc. Họ giữ sạch lưới 18 trên 25 trận đấu gần đây. Đây là điểm tựa tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni trước trận chung kết với Colombia. Tại vòng bảng Copa America năm nay thì Argentina toàn thắng trước Canada và Chile cũng như Peru, và họ vượt qua Ecuador trên chấm đá luân lưu để hướng đến trận bán kết và đánh bại Canada như chúng tôi vừa phân tích. Trước trận chung kết thì lịch sử không đứng về phía Colombia. Đội bóng xứ sở cà phê chỉ thắng đúng 1 trong 12 lần đối đầu với Argentina, mà chỉ có 1 lần lên ngôi vô địch tại Copa America vào năm 2001. Ngược lại thì Argentina đang sở hữu thành tích đáng mơ ước khi 15 lần vô địch tại Copa America và đang hướng đến kỷ lục mới. Lúc này thì Argentina và Uruguay đang là hai đội tuyển giàu thành tích nhất tại Copa America với 15 lần vô địch. Tuy nhiên, nếu như Messi và các đồng đội giành chiến thắng trước Colombia trong trận chung kết sắp tới thì Argentina sẽ vượt lên với 16 chức vô địch Copa America và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất của giải bóng đá vô địch Nam Mỹ. Được biết là Argentina bước vào trận chung kết Copa America với lực lượng mạnh nhất, không có cầu thủ nào của họ dính chấn thương hay treo giò, đồng nghĩa với việc là huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật được phát huy hiệu quả nhất trước Canada, với bộ đôi tiền vệ trung tâm là Alexis Max Allister và Agen Amaria để sáng tạo. Thì Argentina hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều sóng gió trước Colombia. Khó có bất ngờ nào về hàng thủ khi mà thủ môn Martinez cùng cặp trung vệ Romero và Lisandro Martinez vẫn sẽ song hành
trong việc là giữ và bảo vệ khung thành vững chắc cho các cầu thủ đội tuyển Argentina. Phía bên kia chiến tuyến thì Colombia buộc phải có sự thay đổi ở vị trí hậu vệ do Munoz bị treo giò, trong khi đó Santiago Arias nhiều khả năng sẽ thế chỗ. Tuy nhiên, điểm mạnh của đội bóng xứ sở cà phê vẫn là bộ ba tấn công James Rodriguez, Luis Diaz và Cordoba. Họ chơi ăn ý với nhau và vô cùng nguy hiểm trong các tình huống phản công. Chắc chắn trong trận đấu tới thì chúng tôi dự đoán là Argentina sẽ là đội bóng hướng đến thế trận tấn công, trong khi đó Colombia với vị thế là đội bóng cửa dưới, họ sẽ chơi rình rập và sẽ chơi lối đá phòng ngự phản công. Trong đội hình của Argentina thì có nhiều ngôi sao, tuy nhiên các ngôi sao tấn công của họ như đã nói như là Angel Di Maria hay là Lionel Messi thì đều đã lớn tuổi và bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trong khi đó thì các cầu thủ Colombia lại có điểm mạnh về thể lực. Mặc dù vậy thì với chất lượng đội hình vượt trội cũng như là thành tích trong quá khứ thì dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng trước Colombia trong trận chung kết Copa America 2024 sắp tới. Được biết thì trận đấu giữa Argentina và Colombia sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7 giờ Việt Nam. Bạn dự đoán như thế nào với kết quả trận đấu giữa Argentina và Colombia? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.